Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Ba Lan nêu nguyện vọng được NATO đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ, nhằm đáp trả việc Nga đưa loại vũ khí này tới Belarus. Ngày 30 tháng 6, Mỹ đã điều máy bay ném bom hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên nhằm phô trương sức mạnh với Triều Tiên sau một loạt các cuộc biểu tình chống Mỹ ở Bình Nhưỡng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoãn chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức, dự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 7, do tình hình biểu tình bạo lực trong nước. Tổng thống Alexander Lukashenko ám chỉ việc mời tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tới Belarus để huấn luyện và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho binh sĩ nước này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 30 tháng 6 nói rằng nước ông muốn tham gia chương trình chia sẻ vũ khí hạt nhân của NATO. Chia sẻ vũ khí hạt nhân là một khái niệm trong chính sách răn đe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Chương trình này cho phép các nước thành viên không có vũ khí hạt nhân của Liên minh quân sự tham gia vào kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân của NATO. Động thái của Ba Lan được xem nhằm đáp trả việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân tới đồng minh Belarus trước đó. Ba Lan, quốc gia láng giềng với Nga và Belarus, trong thời gian qua đã đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2 năm ngoái. Quyết định cuối cùng về việc đưa vũ khí hạt nhân tới Ba Lan sẽ phụ thuộc vào các đối tác Mỹ và NATO. Chúng tôi tuyên bố sẽ hành động nhanh chóng trong vấn đề này. Chúng tôi không muốn ngồi yên trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin leo thang hàng loạt các mối đe dọa, ông Morawiecki nói. Hồi đầu tháng, ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân của Nga đã bắt đầu đến Belarus như một phần của thỏa thuận mà hai nước đã ký kết vào mùa hè năm ngoái. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hồi đầu tuần cho biết một phần đáng kể trong tổng số vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Nga dự định đặt tại Belarus đã được chuyển tới. Các vũ khí này bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và bom hạt nhân thả từ trên không, loại bom mà lực lượng không quân Belarus hiện tuyên bố có khả năng triển khai. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 30 tháng 6 cho biết ông tin chắc rằng vũ khí hạt nhân sẽ không được sử dụng chừng nào chúng còn được đặt ở Belarus. Vũ khí hạt nhân nên được đặt ở Belarus, ở một nơi an toàn, và tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải sử dụng chúng, chừng nào chúng còn ở đây vì không có kẻ thù nào sẽ bước lên đất của chúng ta, ông tuyên bố. Ngày 30 tháng 6, Mỹ đã điều máy bay ném bom hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên nhằm phô trương sức mạnh với Triều Tiên sau một loạt các cuộc biểu tình chống Mỹ ở Bình Nhưỡng. Mỹ đã triển khai máy bay ném bom tầm xa B-52 tới tham gia diễn tập quân sự với các máy bay tiêm kích của Mỹ và Hàn Quốc ở bán đảo Triều Tiên. Đây là động thái mới nhất của Mỹ trong việc triển khai tạm thời các nguồn lực chiến lược ở Hàn Quốc nhằm đáp trả việc Triều Tiên tìm cách mở rộng kho hạt nhân của mình. Hai tuần trước, Mỹ đã triển khai một tàu ngầm hạt nhân có khả năng mang theo 150 tên lửa Tomahawk tới vùng biển của Hàn Quốc lần đầu tiên trong 6 năm. Chiếc tàu ngầm này được triển khai một ngày sau khi Triều Tiên nối lại các vụ thử tên lửa nhằm phản đối các cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc mà nước này coi là nhằm tập dượt cho một cuộc xâm lược. Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Đức nêu rõ, Tổng thống Pháp Macron đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và thông báo về tình hình tại Pháp. Ông Macron đề nghị hoãn chuyến thăm Đức đã được lên kế hoạch. Phía chính phủ Pháp cũng đã xác nhận thông tin trên. Trước đó, ông Macron cũng quyết định kết thúc sớm việc tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu, EU, tại Bruxelles, về nước chủ trì cuộc họp an ninh. Biểu tình bạo loạn bùng phát trong những ngày qua ở Pháp sau vụ cảnh sát sáng 27 tháng 6 bắn chết một thiếu niên 17 tuổi, được xác định tên Nahen M, vì không tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát khi tham gia giao thông. Để ổn định tình hình, Pháp đã triển khai 45.000 cảnh sát cùng một số xe bọc thép, các đơn vị cảnh sát tinh nhuệ, cùng các lực lượng an ninh khác trên khắp nước Pháp. Tính đến tối 30 tháng 6, cảnh sát đã bắt giữ hơn 1.300 người. Tuy nhiên, bất chấp sự có mặt của lực lượng an ninh, các hành động cướp phá vẫn diễn ra ở các thành phố Lyon, Marseille and Grenoble. Những đối tượng quá khích xông vào cướp phá các cửa hàng, đốt các ô tô và thùng rác. Thậm chí, tình trạng cướp phá còn diễn ra ngay cả ban ngày nhằm vào một số cửa hàng ở thành phố Strasbourg, miền đông nước Pháp. Tổng thống Alexander Lukashenko ám chỉ việc mời tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tới Belarus để huấn luyện và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho binh sĩ nước này. Rất tiếc họ, thành viên Wagner, chưa có mặt ở đây, Tổng thống Alexander Lukashenko nói với hãng thông tấn nhà nước Benta nhân ngày độc lập của Belarus hôm 30 tháng 6, tôi đã trao đổi với các chỉ huy của họ. Nếu họ đến và truyền lại kinh nghiệm chiến đấu, chúng tôi sẽ tiếp thu. Nhà lãnh đạo Belarus cũng cho biết, ông không e ngại các thành viên tổ chức quân sự tư nhân do ông Yevgeny Prigozhin đứng đầu vì, tôi đã biết họ từ lâu. Đây là những người đã chiến đấu trên khắp thế giới để thiết lập một nền văn minh nhưng phương Tây không ưa họ, ông Lukashenko nhận xét. Phát biểu của Tổng thống Alexander Lukashenko diễn ra một tuần sau khi ông làm trung gian hòa giải giúp chấm dứt cuộc nổi loạn của lực lượng Wagner tại Nga. Lần cuối cùng truyền thông thấy Prigozhin là khi ông này rời thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga đêm 24 tháng 6, sau khi ra lệnh lực lượng Wagner ngừng tiến về Moscow.
Tổng thống Lukashenko sau đó từng xác nhận ông Yevgeny Prigozhin đã tới Belarus, nhưng không có hình ảnh hoặc video minh chứng. Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy hai chiếc máy bay liên quan đến ông Prigozhin thoát ẩn thoát hiện ở Min và Nga vào sáng 27 tháng 6. Việc ông Prigozhin và lực lượng Wagner chuyển tới Belarus khiến nhiều quốc gia NATO ở Đông Âu như Ba Lan hay Lithuania lo ngại. Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslav Kaczynski cho biết chính phủ nước này đã quyết định củng cố khu vực biên giới với Belarus. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.